nhỉ. Đây, ăn này đây, đây. Cái sụp như đây già lắm rồi.
măng. Giải đâu? Ôi giời, giải đi về đâu? Không ngủ đã. Rồi.
Ây nhiều. Đấy. Đấy, đầy rồi. Đấy, đầy gì rồi. Bú sữa. Bú sữa. Bú sữa đi bố. Mà ngon thế nhỉ, bao nhiêu tiền đấy? Cần em người gì đấy? Đấy, đồ 2 cây. Cái này. À, 2 cân à? 2 cân. Em mang đắng hay mang ngọt đấy? Mang ngọt rồi. Ờ, chờ tí đã. Cái cân mang, cân mang cho khách. Lấy cái này đi. Hai cân hai là hai cân thôi. Cân 6, 25 nghìn. Ừ.
sợ bẩn ấy. Đây ngồi đây. Măng này bán như thế nào? Cho 2 cân đi. Ngồi em mời ngồi đây. Cân được bao nhiêu? 2 cân dưới à? 25.000. Vừa tròn. Đi xe đi. Đấy. Ngồi đi, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây không đi nữa. Hãy subscribe cho kênh Trường Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi làm việc gì? Ôi lo đi nhé. Ở trên này nhé. Ở xuống dưới nhé, bẩn nhé. Hãy ngồi trên này ăn nhé. Ah.
Thank you.
ngồi cầm đi, đấy, ngồi đi. Đó, ngồi đi nha. Cầm đi nhé. Cầm. Em dùng cái đâu, em dùng cọc còng. Ăn nè, ăn cạch nè. Ăn nè. Ăn ngon đi. Ăn nè, ăn đi. Ăn nha, đây. Ăn đi. Ừ, thế được rồi, ăn đi. Ăn đi cơm đi. Rồi. Ăn một cơm đi. Đó. Ăn no nhé. Thế rồi, chấm thế rồi, Thì về đó thì